Bây giờ, quan sát phần kiến thức và cùng tìm hiểu ví dụ với cô giáo. Cô có ví dụ sau. Trong ví dụ, họ yêu cầu viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Cô có số đo diện tích như sau. 3 m vuông 5 dm vuông Đổi ra đơn vị m vuông Vậy thì cô sẽ viết vào chỗ chấm này là bao nhiêu? viết dưới dạng số thập phân. Vậy muốn làm được, cô sẽ giống như ở tiết trước, đó là đưa đơn vị đo diện tích này trở về hỗn số bao gồm phần nguyên và phần phân số. Chú ý, phần phân số phải là phân số thập phân các con nhé. Bây giờ chúng mình sẽ có này cách làm này. Cô đổi 3 m vuông 5 dm vuông sẽ bằng 3 là ở phần nguyên 5 phần 100 mét vuông Tại sao cô lại có như vậy? Mỗi một đơn vị đo diện tích Chúng ở liền nhau Thì chúng gấp kém nhau 100 lần Vì vậy các con sẽ thấy 1 mét vuông bằng 100 đề si mét vuông Vậy thì 1 đề si mét vuông Bằng 1 phần 100 mét vuông 5 đề si mét vuông sẽ bằng 5 phần 100 mét vuông. Đến đây cô đã có hỗn số rồi Hỗn số này phần nguyên có mấy? Phần nguyên có 3 Phần phân số đó là 5 phần 100 5 phần 100 ta đổi sang số thập phân Đó là 5 này nằm ở hàng phần trăm Ta sẽ đổi như sau Bằng 3 phần 100 mét vuông Bằng 3,05 mét vuông vì sao lại như vậy? Các con nhìn ở đây, năm này là 5%, như vậy chữ số 5 thuộc hàng phần trăm. Hàng phần 10 không có, vì vậy các con nhất định phải ghi hàng phần 10 là 0.